Thốt nốt quá trời luôn. Tri Tôn, khu vực Tri Tôn. Đá núi này chắc mình không có phá nên nó còn nguyên mà. Còn núi nào mà ta phá là nó chọc ra để trồng cây. Ô, một cái cảnh nên thơ đẹp quá. Sông nước hữu tình. Đây chỗ là bàn khách ăn này. Là hồi trước đó là cái này là cái hồ Âu Thum. Âu Thum như là hồi là mình tạo ra hay là tự nhiên? Trước á là nó tự nhiên. Nó dưới chân núi Cô Tô. Núi Cô Tô này á là người ta kêu là Phụng Hoàng Sơn, một trong 7 núi. Hồi trước á, hồi xa xưa đó thì ở trên núi này nè, có mấy con chim Phụng Hoàng á, nó hay đáp xuống. Nó đáp xuống bởi vì người ta kêu là Phụng Hoàng Sơn, tức là cái núi mà có con chim Phụng Hoàng nó rất là đẹp. Ở bên kia thì có những cái hang động. Bên kia có những cái hang động có mấy ông kháng chiến, mấy ông ở trong đó, mấy ông chiến đấu. Rồi khúc cái dưới đây nè, hồi xưa đó rất là ổn, là người ta khai thác đá, bây giờ ta ngưng rồi. Ta lấy đá thì chú để ý là có những cái tảng đá nó tròn, nó rất là đẹp. Nó tròn như là người ta tạc vậy đó. Nhưng mà thật ra đó là theo mấy cái nhà địa chất á, thì những cái tảng đá như vậy đó nó do cái núi lửa hình thành cả triệu năm trước, do núi lửa hình thành. Nhưng mà đặc biệt cái ở đây mình kiếm không có cái miệng núi lửa đó, thành ra nó có những cái núi nó đặc biệt như vậy. Rồi mới hình thành cái hồ này mình cải tạo lại. Cái này chúng ta đang cải tạo lại để chừng nữa chứa nước xài cho nguyên cái khu vực ở đây. Rồi cái chỗ mà gà đốt là thật ra gà đốt là nguyên cái vùng này nè, cái gà đốt đó là cái món ăn đặc sản của người Khmer. Của người Khmer, người ta những cái con gà người ta nuôi ở đây nè, hồi đó đó những người Khmer người ta nuôi ở đây. Rồi người ta đem ra người ta đốt rơm, đốt lửa đó, rồi người ta làm cái gia vị của người Khmer thành ra nó ngon. Dạ. Thành lấy tên vậy luôn. Dạ dạ, người ta kêu gà đốt, nhưng mà thật ra bây giờ đó không biết ta đốt điều kịp không. Rồi cảm ơn.
đây gọi là món gà đốt rồi các bạn. Đây trúc là cái cây trúc đó, cùng với cây chanh đó nha, không phải là cây trúc là cây tre đâu. Cây tre nó đang gọi. Và cơm. Ê, hai đứa nó vô đây là nắng của đàn ông ngồi bên đó. Mấy bạn nít vô trong ngồi đi con.